Good morning cả nhà. Hôm nay Steven chạy qua nhà mới ăn cho thằng doorman nó lại, nó replace cái garage door. Cái garage door đó, nó dùng đây có mười mấy năm rồi, nó đang bị hư mà đó, mình thay cái motor. Bữa nay nó bị hư cái cửa, nó lại nó estimate cái cửa này. Thì hiện tại thì cái estimate là cái cửa này để replace cái cửa mới nó tốt hơn đó, thì nó khoảng chừng 2,400. Phải làm thôi chứ đây không làm cũng được, phải làm cho quất lại đang kéo lên kéo xuống, mình để đồ vô. Mua nhà cũ phải chịu thôi, nước nuốt. Có một cái là anh chị và các bạn sau này có mua nhà ở Florida thì nên tránh những thứ này nha. Thứ nhất là mình mua nhà nó trong cái community đi, thì hồi xưa nếu mình có tiền á, mình có tiền mà nếu mình không có trồng cây cối nhiều á, thì mình mua trong community đi, nó gọn, nhưng nó sạch sẽ, nó vui hơn. Nhưng mà nó có cái điều kiện là nó có cái nhiều cái restriction đó, mình không có trồng cây cối này kia với tỉ phía sau, thì mình có thể trồng mấy cây nhỏ nhỏ là được. Nếu mình trồng sau này mà cái cây nào nó không thích, lại nó ôi cây này không được, cây kia không được, là anh chị và các bạn phải nhổ đi. Nên mình mua nhà mình tránh thứ nhất ở Florida, thứ nhất là cái HOA. Tại vì trong cái miếu đi á, thì nó có cái HOA mà nó có cái CDD. Cái CDD là cái Community Master Development á, thì mình phải trả cho cái CDD đó. Và CDD đó từ 25 năm tới 30 năm, cũng giống như cái mortgage của mình, mình trả 30 năm, hoặc 15 năm, hoặc 30 năm, phải không? Thì cái CDD đó còn có HOA á, là nguyên cả đời của cái căn nhà. Nếu mình còn ở đó thì mình phải trả cái HOA. Thì cái HOA đó trung bình bao nhiêu một tháng? Thì ở chỗ cái khác thì mấy cái community nhỏ nhỏ thì mình có thể mình trả rẻ hơn. Còn cái chỗ mà Steven đang hiện tại đang ở là mình trả khoảng chừng 325 đồng. Bây giờ nó sắp sửa lên nữa. Thì trong đó mỗi tháng, nếu mình còn trẻ mình làm ra tiền thì không nói gì, còn nếu mà mình lớn tuổi mình già cả mình retire rồi, mình mua cái nhà kỹ đó mình ở trong đó thì nhưng nó vui, mình có tiền thì mình ở đó không sao. Còn nếu mình làm mà không có income cao thì mình ở trong đó mình phải trả mấy cái phần CDD, thằng HOA, bảo hiểm cho nhà cửa, rồi lùm la cho mấy cái đó. Khi mình về hưu mình đâu có nhiều tiền để trả cái đó. Còn nếu mình mua nhà thì mình nên mua nhà rộng, miếng trồng cây thì mua cái nhà rộng rộng như là phía sau nhà mình, phía sau này nó có một acre, hơn một acre. Thì hiện tại ba mình cũng có trồng cây cối làm nursery phía sau để ương mấy cây giống á, sau này mà nếu ai có mua lại thì mình chia lợi, cho người ta không có thì mình dùng mình trồng chơi vui. Thì căn nhà này xưa Steven hồi xưa là mua cái căn nhà này 445, thì nhưng về cũng sơn phết sửa sang sơ sơ lại hiện tại cho mướn, rồi tương lai mình khi mình retire thì có thể mình dời ra đây mình ở ngoài này. Thì bữa nay mình lại mình sửa cái cho thằng kia nó estimate sửa cái cửa gara, rồi mình cũng đang dự định đào một con đường ở ngoài chỗ cái well á, mình đào một con đường đưa cái ống đó mình chạy về phía sau, rồi mình làm cái automatic spring rồi cho cha khi sau này ổng trồng cây thì ổng không cần phải tưới nhà tưới cây mỗi buổi sáng buổi chiều, thì mình mở tự động tới giờ nó mở luôn. Thì tí nữa mình làm, mình có thể mình chỉ cho anh chị và các bạn mình làm cái kiểu nào và cách nào nha. Là cái nhà này nè, hiện tại mình cũng sửa sang nhiều, tương lai có thể mà khi mình ở mình thay lại cái máy lạnh, có thể mình thay lại cái roof. Cái máy lạnh khoảng từ 5.000 tới 7.000, rồi cái roof khoảng từ 11.000, 10-11.000. Tương lai rồi phải thay rồi. Tương lai phải thay cái đó, hiện tại thì chưa. Cái roof có thể còn sống sót được khoảng 5 năm nữa. Thì ở ngoài này nó ở thì rất là yên tĩnh nha anh chị và các bạn. Đó. Còn cái mà nếu ai mà thích vui vẻ nhộn nhịp thì ở trong cái miếu đi. Còn nếu mình thích mà yên tĩnh ngoài này mà muốn có nhiều không gian để trải nghiệm và trồng cây cối giống như Việt Nam mình đó, thì nên mua mấy cái nhà ở ngoài này nha. Ở ngoài này nó có một cái là ở ngoài này có một cái nha, là nó không có dùng cái public septic systems. Nghĩa là phía sau mình đó, nó có cái không có cái public sewer. Nghĩa là phía sau này á, mình có cái septic system. Rồi khi mình đi cầu á, đi bathroom này kia lặt vặt thì nước nó chảy xuống đó, giống như Việt Nam mình đó. Thì nó có cái septic đó để nó giữ lại mấy cái phần đó. Rồi khoảng chừng 2 năm, trung bình khoảng 2 năm hoặc 3 năm, 2 năm tới 2 rưỡi 3 năm á, thì mình thấy kêu người ta lại người ta clean cho mình lần. Thì mỗi lần clean thì cũng khoảng chừng lần trước mình clean á, thì tốn $275. Ê ê,
2 năm mà tốn 275 đô đâu có gì đâu. Con cái là nước, mình không có trả tiền nước nha. Cái nhà này con cái là không trả tiền nước. Để mình đi sơ lại phía sau cho anh chị các bạn xem phía sau của căn nhà nha. Đây là cái ngang của căn nhà. Hiện tại cái gara này nó đóng lại phía sau là cái gara đó. Nó làm một cái phòng trong đó. Rồi nó build một cái gara external ngoài này, khi bằng cái shed em để xe cũng được, bây giờ hiện tại là để storage. Đây là phía sau của căn nhà nè. Hồi xưa thì chỗ này nó có một cái hồ mà nó nửa trên lửng lửng á, rồi nó cũ rồi mình lấy ra, cái mình mua đá mình đổ mà nó không bỏ mua không đủ á, để cái mình đổ tới đây rồi mình để tới đây luôn. Rồi chỗ này hiện tại thì để đây cho nước nó xuống, khi mình nước mưa nó xuống á thì nó giữ lại chỗ này đó. Hiện tại thì mình để vậy, tương lai có thể mình cắt nhà nữa thì mình lắp, thì bây giờ là để gì đi, mình lắp được bên đây nguyên cái dàn này tốn gần 2.000 mấy. Thì đây là cái well, có thể mình đào một con đường, đào một đường nhỏ nhỏ vậy từ chỗ này đó, đào đây mình chạy cái ống này ra đây, mình cho cái nước nó đi một lần từ đây về phía sau, rồi mình chạy ngang, mình cứ một khúc rồi mình đưa ống lên, mình mua cái spring là mình gắn vô spring lời hết á. Thì tới nữa mình quay tới khúc đó mình làm, mình quay tiếp cho anh chị và các bạn xem. Hiện tại thì ba chồng rất là nhiều cây cối phía sau đó, như cây măng cầu, mận, ổi, cóc gì, cây lý, rồi bên chuối, bên cha ông đang tưới cây bên kia đó phía sau. Thì phía sau nhà mình, phía sau đó nó có một con kênh, mà mưa thì nước nó động lại thì nó sẽ chảy xuống đó. Thì vòng vòng đây nó cũng có mấy cái lỗ nè, nó kêu bằng cái storm drainage system á, thì mưa nó xuống đây, cái nó có cái ống nó chạy về hướng kia, nó xuống như kia. Còn nhà mình phía sau này, hiện tại này nhà cho mướn nha, tương lai có thể mình ở đây nha. Bây giờ cho mướn, đi vòng vòng nãy giờ, bây giờ phải chạy lại về nhà làm việc tới giờ. Hồi sáng cái thằng kia nó coi cái nhà này, nó estimate cái cửa xong rồi, nó mới vừa đi. Những cái là hồi sáng mẹ mình đi exercise trên đường Metropole có lượm được cái điện thoại iPhone 10, phải không? Mình cũng đang giữ đây, hiện tại hy vọng là chủ nhân của nó về nhà phát hiện được cái điện thoại mất thì có thể gọi được cho mình, rồi mình trả cái điện thoại lại cho người ta, phải không? iPhone 10 này mình cũng có một cái mới, mình mua thay cái điện thoại của mình để cái iPhone 10 ở nhà kìa. Ok, quay về sơ vậy thôi, có gì bữa nào mấy anh chị nào mà có câu hỏi nào nữa ở về cuộc sống của Florida thì cứ comment vào đây, rồi thấy mình có thời gian mình trả lời tiếp. Cái là mua nhà nha Florida nhớ nha, nếu mình có điều kiện có tiền thì nên mua trong cái gì community thì nó vui. Còn nếu mà tương lai muốn về hưu á thì anh chị nó mua cái nhà nào ở phía ngoài cái miếu đi, nó không có cái SOA CDD, với cái là nó có đất nhiều rộng rãi, mình tung hoành muốn trồng gì mình trồng, nó không có nó bắt buộc là mình phải làm này làm kia, cái kia nó đủ thứ lực hết trơn á. Con cái mình đi mình đậu xe ở ngoài cái sai quay nó cũng ngồi nó kiếm chuyện với mình nữa, nó thấy chưa, party trễ cũng la lối sùm không mà mệt lắm. Hồi xưa thì nó mới bán nhà cho mình thì nó nói cái gì cũng good, nhưng sau này mà nếu nó làm xong với chân ù mệt lắm thiệt tình. Ok, cảm ơn anh chị và các bạn đã xem kênh của Steven, và nếu anh chị nào mà chưa có subscribe kênh của Steven thì nhớ subscribe để ủng hộ mình nha. Có gì cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại, bye bye. Nè, chiếc iPhone này nè, iPhone 10. Mẹ mình sáng đi exercise ngoài đường, trên đường Metropole lượm được cái iPhone 10. Thì hiện tại cái cô chủ người mà cô ngang. Hello. Hello, how do I get out into the neighborhood again? I'm at the gate. Yeah, you go into the security gate on 56. On 56? Oh, okay. Yeah, go to the main gate and then go to the security booth and you tell them you want to go to my house to pick up the phone, then they probably let you in. Okay, thank you. Okay, 2847 Tarragona Way. Okay.
Okay, so Okay. where's the other security gate? Because I'm over here at the main one across the school. Oh, across the school, probably on that is the back gate. You have to go to the front gate on 56. On 56? Okay. Yeah. All right, let me try that then. Okay. Okay, thank you. Yeah, bye bye. Yeah, con nhỏ con gái nó đi học rồi nó làm rớt cái điện thoại, rồi đâu cái mẹ mình mới lụm được điện thoại. Rồi bà già của con bé đó nó mới vừa gọi lại cho mình mới bắt điện thoại, cái đầu cái cô đó chắc có thể ghé qua lấy cái điện thoại tí mình đưa cho nó, cho người ta iPhone 10 nha mọi người, iPhone 10. Đang ngồi trên chỗ làm. Ừ, chỗ làm của mình nó có cái trong computer đồ mình có mở cái security có thể mà nhìn thấy người ta đến nhà được. Nè, đang làm việc đây nè, thấy khi người ta đến có thể mình chạy xuống mình đưa cái điện thoại luôn. Ok, mình đi ra trả cái điện thoại cho người ta nha cả nhà. Security mới vừa gọi vô rồi, chị đó mới vừa đến này, vô tới cửa anh đưa cái trả cái điện thoại, có làm mất cái điện thoại. À, không phải cô mất điện thoại mà con gọi là mất cái điện thoại rồi. Có qua có lấy cái điện thoại rồi cái điện thoại làm rớt trên đường. Mẹ mẹ sáng đi mẹ của mình đi tập exercise á, mới nhìn thấy cái điện thoại dưới đường mới lụm điện thoại, rồi đợi sáng về cổ mới gọi lại, có thể đem lại nhỏ con gái đi học làm rớt mất. What's your name? Karen. Karen, I'm Steven. Thank you so much. Yeah, her It's teacher okay. actually called me. It's okay if I do a little YouTube, right? Oh, I'm a YouTuber, so I can't do Oh, okay. Thank you so much. Good luck. Thank What, you. was she drive now, or she's probably No, biking? she's 8 years old. She's in Oh. fifth grade. She dropped it when she was crossing the street. When she go to the school back by there? grass. Yeah. Oh, okay. Yeah, so. My niece go there too. Oh, yeah, okay. Yeah, so there might be. How old is your niece? My niece is like 11, oh, okay. 11 years So old. maybe my 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 son, older one yeah, my is son in and daughter there. is already high school and college. So. Oh, okay. Yeah, so I was her waiting all teacher morning. called me, like Savannah lost her phone, Yeah. so I called it, Mm-hmm. and it's a good thing you guys picked it up. It's not lost over. Okay, we found the owner, Thank you everybody. so much. All right, Okay, thanks a lot. good luck. Hey Andy, how are you? Được chú dẫn đi chơi hả? À? Chú dẫn đi chơi hả? À? Cười cay, cười cay, cười cay, cười cay, cười cay. À, giỏi quá. Bye bye. Cái quý kêu lên. Hả? Vô con. Vô hả? À? Rồi được chú dẫn đi chơi xuống rồi ta. Ok mọi người, chủ nhân đi lại lấy điện thoại rồi. Cái cô này nhỏ con gái nó học phía sau hè này nè, cái trường kế của cháu của mình học á. Rồi nó đi học nó làm rớt điện thoại, cái đầu cái cô giáo gọi điện thoại về nhà mới nói là con nhỏ nó mất điện thoại. Thì con mới gọi lại, cái đầu ghé qua nhà mình trả lại điện thoại người ta. Có gì hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp nha. Ok, bye bye.